Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi giải bài 34, trang 83, sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở bài 34, dựng hình thang ABCD, biết góc D bằng 90 độ, đáy CD là bằng 3 cm, cạnh bên AD bằng 2 cm, cạnh bên BC bằng 3 cm. Thì ở đây, đầu tiên với bài 34 thì chúng ta sẽ đi bước đầu tiên ở đây là phân tích. Thì ở đây các em sẽ giả sử là đã dựng được hình thang ABCD thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Ở đây chúng ta giả sử đã dựng được hình thang thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Thì ở đây chúng ta sẽ dựng được ở đây là tam giác ADC vì chúng ta biết hai cạnh và một góc xen giữa. Ở đây đầu tiên đó là ta dựng được tam giác ADC vì biết hai cạnh và góc xen giữa. Tiếp theo, ở đây thì chúng ta sẽ phải đi dựng điểm B và điểm B ở đây của chúng ta sẽ phải thỏa mãn hai điều kiện. Ở đây chúng ta có điểm B phải thỏa mãn hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất ở đây đó là điểm B nằm trên đường thẳng qua A và song song với CD. B sẽ nằm trên đường thẳng qua và song song với CD. Rồi, tiếp theo. CB ở đây của chúng ta sẽ phải bằng 3 cm, đúng không em? Ở đây CB bằng 3 cm. Nên lúc này điểm B sẽ phải thuộc vào cung tròn tâm C bán kính là 3 cm. Tiếp theo thì chúng ta đi đến cách dựng. Về cách dựng thì ở đây đầu tiên là cô đi dựng tam giác ADC, đúng không em? Vuông ở tại D, có DC bằng 3 cm và DA là bằng 2 cm. Ở đây đầu tiên chúng ta đi dựng tam giác ADC. Này có góc D là bằng 90 độ. Có CD bằng 3 cm. AD là bằng 2 cm. Tiếp theo cô sẽ dựng tia AX là song song với CD. Tiếp theo cô đi dựng cung tròn tâm C, bán kính ở đây là 3 cm. Và ông này cung tròn sẽ cắt AX ở tại hai điểm là B và B1. Tại hai điểm là B và B1. Thì lúc này ở đây chúng ta sẽ được hình thang ABCD hoặc hình thang AB1CD. Lúc này là thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Rồi, vậy bây giờ thì cô sẽ cùng với các em đi tiến hành dựng hình thang ABCD theo yêu cầu của đề bài như sau. Thì đầu tiên ở đây là cô sẽ đi dựng tam giác ADC có góc D ở đây là bằng 90 độ, đúng không em? Vậy thì ở đây
Đầu tiên là cô sẽ vẽ đường thẳng CD ở đây của chúng ta là bằng 3 cm. Rồi, vậy trước tiên thì cô sẽ đi dựng một cái góc XDI ở đây, sao cho là góc XDI là bằng 90 độ. Trên tia DX cô sẽ lấy điểm C, sao cho CD ở đây của chúng ta là bằng 3 cm. Đây chính là vị trí của điểm C. Tiếp theo trên tia DI cô sẽ lấy điểm A, sao cho AD của chúng ta là bằng 2 cm. Đây, đây chính là vị trí của điểm A. Và ông này nối A với C thì các em sẽ được tam giác ADC thỏa mãn. Tiếp theo chúng ta dựng tia, ở đây cô gọi đây là X phẩy nhé, cho đỡ bị lẫn với X ở bên trên. Dựng tia AX song song với DC, ở đây là tia AX. Tiếp theo chúng ta dựng đường tròn tâm C, bán kính là 3 cm. Vậy bây giờ cô tiến hành đo bán kính bằng 3. Đây, quan sát ở đây các em nhận thấy bán kính là bằng 3 cm. Vậy bây giờ cô sẽ tiến hành quay cung tròn. Quay cung tròn thì lúc này các em nhận thấy được cung tròn ở đây của chúng ta thì sẽ cắt ở đây tại một điểm, đúng không các em? Và lúc này kéo dài sang bên này. Đây, quay cung tròn ra đây. Lúc này cô sẽ kéo dài AX ra. Đây, chúng ta sẽ gạch điểm này đi. Và cô sẽ gọi đây là điểm B. Ở đây sẽ là điểm B1 nhé. Cô sửa X ra bên ngoài này. Thì hôm nay, các em nhận thấy được ở đây cung tròn của chúng ta cắt AX tại hai điểm, đó là điểm B và điểm B1. Lúc này, nối B với C. Và B1 với C. Thì lúc này, các em nhận thấy được là chúng ta sẽ có hai hình thang thỏa mãn yêu cầu. Rồi. Vậy là đến đây là cô đã vẽ hình xong. Tiếp theo, chúng ta đi đến bước chứng minh. C, chứng minh. Về chứng minh thì ở đây theo cách dựng thì lúc này chúng ta có góc D là bằng 90 độ. Ở đây là theo cách dựng chúng ta có góc D bằng 90 độ, có CD là bằng 3 cm, đúng không? Ở đây là CD bằng 3 cm. Tiếp theo chúng ta có AD ở đây là bằng 2 cm, BC ở đây là bằng 3 cm, đúng không các em? Vậy ở đây chúng ta có CD bằng 3 cm này, AD bằng 2 cm, BC bằng 3 cm, hoặc ở đây là B1C cũng bằng 3 cm. Vậy thì lúc này hình thang ABCD thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Rồi, tiếp theo ở ý D đến bước biện luận. Thì ở đây ta dựng được hai hình thang thỏa mãn điều kiện đề bài. Rồi, vậy là đến đây
thì cô đã cùng với các em giải xong bài 34, trang 83, sách giáo khoa toán 8 tập 1.